Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: này bà, sao bà khóc? Bà thưa: người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: thưa ông, nếu ông đã đem người đi thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giêsu gọi bà: Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: Rabuni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha, nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: tôi đã thấy Chúa. Và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý bà, anh chị em, mỗi người là một đóa hoa riêng biệt, là một tác phẩm với những vẻ hoàn toàn riêng biệt, tác phẩm độc nhất vô nhị của Thiên Chúa. Mỗi người có một vị thế trong cung lòng Thiên Chúa. Thiên Chúa trang điểm cho mỗi người bằng những hồng ân khác nhau, tùy theo ơn gọi và sứ mạng riêng, cũng như Ngài chăm sóc các loài hoa bằng những phẩm chất khác nhau, tùy theo bản tính riêng của từng loại hoa. Cũng vậy, các thánh là hình ảnh của giáo hội được hình thành bởi nhiều phần thân thể khác nhau, đón nhận những ơn gọi với đặc sủng khác nhau để cho vườn hoa thiên quốc của Ngài nên rực rỡ bởi muôn vàn vẻ đẹp khác nhau. Thế nên mỗi vị thánh có một nét riêng, chẳng hạn thánh Phanxicô khó khăn khắc khổ, thánh Đa-minh chuyên về giảng thuyết, thánh Martino chuyên lo việc bác ái, thánh Teresa hài đồng Giêsu đơn sơ tế nhị, thánh Don Bosco chuyên về giới trẻ, vân vân. Thưa cộng đoàn, trở về bài và phụng vụ thánh lễ hôm nay cùng với giáo hội và cách riêng dòng Đa-minh, chúng ta mừng kính thánh Maria Magdalena, người đầu tiên được nhìn thấy Chúa Giêsu phục sinh sau 3 ngày chết nằm trong mộ. Vâng, theo bài tin mừng thuật lại thì từ sáng sớm lúc trời còn tối thì bà Maria Magdala ra thăm mộ Chúa. Đến nơi bà thấy ngôi mộ trống, tảng đá đã được lăn ra, và câu hỏi đầu tiên trong suy nghĩ của bà đó là: xác thầy đâu rồi? Người ta đã lấy xác thầy rồi. Bà vừa cúi vừa nhìn vào trong mộ thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi nơi đã đặt xác Đức Giêsu. Một vị thì ở đầu, một vị thì ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: này bà, sao bà khóc? Bà thưa: người ta đã lấy mất xác Chúa tôi rồi và tôi không biết họ để Ngài ở đâu. Đôi mắt Maria đẫm lệ vì không thấy xác Chúa.
Tâm hồn bà đang hoang mang và đau buồn gần như tuyệt vọng. Bao nhiêu năm theo Chúa Giêsu và các môn đệ trên đường rao giảng tin mừng, chắc chắn bà đã từng nghe Chúa Giêsu giảng dạy, đã chứng kiến biết bao phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm, từ việc chữa lành bệnh tật cho đến việc làm cho kẻ chết sống lại, từ việc khiến gió biển im lặng cho đến việc hóa bánh ra nhiều. Thế nhưng tất cả đều sụp đổ khi bà chứng kiến cảnh Chúa Giêsu bị đánh đòn bầm dập, khi mà bà dõi theo từng hơi thở thoi thóp Chúa Giêsu trên thập giá, hoặc khi xác Chúa Giêsu bị mai táng trong mồ và nay bị đánh cắp mất, chẳng còn gì hy vọng nữa. Bà thất vọng hoàn toàn. Thế rồi bất ngờ thấy mình đối diện với một người lạ, Maria cứ tưởng là người làm vườn. Bà không nhận ra thầy mình. Chúa Giêsu hỏi bà kia, sao bà khóc? Bà tìm ai? Tưởng là người giữ vườn. Maria thưa, thưa ông, nếu ông đã mang xác người đi thì xin cho tôi biết ông đã đặt người ở đâu để tôi đến lấy xác người về. Lúc này Chúa Giêsu mới gọi Maria. Bà giật mình và quay mặt lại. Bà vừa nhận ra tiếng gọi thân tình với giọng điệu rất quen thuộc. Và bà Maria bừng tỉnh, bà biết rõ chính là Chúa Giêsu thầy mình. Và bà sung sướng reo lên Rabboni, nghĩa là lạy thầy. Vâng, gọi tên đó là một dấu chỉ thân mật giữa Chúa Giêsu và các môn đệ, giữa người mục tử tốt lành và đoàn chiên. Người mục tử tốt lành nhận biết từng con chiên của mình và Ngài gọi tên từng con chiên một và cho chúng vào hưởng niềm vui no thỏa của mầu nhiệm phục sinh. Thưa cộng đoàn, không chỉ riêng Maria Magdala, nhưng mỗi người Kitô hữu chúng ta đều được tặng ban món quà vô giá ấy. Khi lãnh bí tích sửa tội, mỗi người Kitô hữu chúng ta được gọi tên, được đổi mới, được nâng lên hàng con cái dấu yêu của Thiên Chúa và đồng thời được thông phần vào sức sống phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Trong tâm tình mừng kính Thánh Maria Magdalena, nguyện xin tình yêu và sức sống thần linh của Chúa Giêsu Kitô biến đổi mỗi người chúng con trở thành nhân chứng loan báo tin mừng cứu độ cho thế giới hôm nay. Amen.